chào các bạn đã có mặt tại kênh của Cương. Hôm nay Cương muốn chia sẻ các bạn một câu hỏi mà anh em ở trên YouTube hay là ở trên mạng hỏi mà anh em cũng trả lời nhầm. Thì hôm nay mình sẽ xin trả lời một câu này là anh em hỏi là bao nhiêu tiền một mét vuông có đỏ. Thì cái câu hỏi này thì làm anh em hỏi là không rõ ràng, nhưng mà mình hiểu ý của anh em hỏi là như nào. Thì hôm nay mình sẽ xin trả lời luôn là anh em hỏi câu hỏi đấy là hỏi về mét vuông của cửa. Đấy, còn khối thì nó là khác. Còn khối thì mình cũng đã chia sẻ rồi, khối là về khối cục như này này. Còn đấy là mét vuông cửa anh em nhá. Mình hay tính mét vuông cửa thì mình tính là mét vuông. Thì mình cũng chia sẻ luôn là gỗ có đỏ, hàng xịn đấy nha, mình chỉ làm hàng xịn thôi là Bachi, Vize và Gana. Đấy, mình hay làm công trình bằng những cái loại đấy thì đưa vào công trình nó rất là ok luôn, không có ngoan, rất là êm. Thì mình muốn chia sẻ các bạn báo giá hiện tại năm nay mà sở mình đang làm cho anh em là giá cửa ba lô đặc ấy, tức là kính như vương ấy, thì là mình làm vào 3.200.000 đồng trên một mét vuông, đấy là giá của năm nay. Còn ba lô kính thì là vào 2.900.000 đồng trên một mét vuông. Còn bậc cầu thang cổng cổ thì mình làm vào 2.800.000 đồng trên một mét vuông. Đấy, mình báo qua những cái vấn đề là chính của một cái ngôi nhà mình làm. Còn anh em nào có bất kỳ câu hỏi nào nữa thì hãy comment cho Cương, chia sẻ cho Cương ở dưới để Cương làm. Hôm nay Cương muốn chia sẻ anh em cái câu hỏi là bao nhiêu tiền một mét vuông có đỏ, hay là gỗ có đỏ bao nhiêu tiền một mét vuông. Đấy, thì mình xin trả lời là rõ ràng như vậy. Đấy là câu hỏi về gọi là mét vuông cửa thôi. Nên anh em không biết cái câu trả lời này của Cương nó làm anh em thỏa đáng chưa. Nếu anh em cảm thấy thỏa đáng thì hãy cho Cương một like, hãy like và share, đăng ký kênh của Cương để Cương có động lực làm những video tiếp theo hay hơn. Cương xin chào và hẹn gặp lại.